cảnh là chiều nào chị cũng ra một ngôi mộ mà bà nghĩ là con của bà. Trên 10.000 ngôi mộ mà nhìn á, thời điểm đó là gần bằng tuổi chị Xuân không? Mà khi họ mất có họ khoảng 22, 23 tuổi. Gian truân tụi tôi trải qua rồi. Thậm chí những cái thời gian giông bão của đất nước chúng tôi trải qua rồi. Mà chính nhờ những cái thời gian giông bão đó nó khiến cho mình mạnh mẽ hơn, mình bản lĩnh hơn và mình vững vàng hơn trong công việc của mình. Mỗi bữa tôi sẽ thay một cái áo dài khác nhau. Riêng cậu ấy là duy nhất có một bộ đồ kaki 4 túi, tay thì ôm cái nón bảo hiểm. Em đi diễn tuột xuống sân khấu, khán giả tràn vô xong xuôi cái họ kè họ chụp hình. Trời, có hai ba ông kè chụp nghe nghe hàm răng về trời cũng hôi rượu tàn khác luôn. Ồ, khu nhà này cao dữ, thấy rất là bề thế, khang trang, cư dân thì đông đúc. Chào mọi người, tôi là Trung Dân, tôi có mặt trong chương trình Bác có khỏe không? Tôi đến cái khu này để tôi gặp một người bạn, bạn diễn, một bà chị sống ở đây. Bà ấy cũng tính toán dữ ha, chọn một cái khu khang trang, sạch sẽ, chung quanh cây cối rất nhiều. Đúng là những người lớn tuổi người ta tính lúc nào thì cũng là số 1. Tôi sẽ không bật mí cho mọi người biết bà chị của tôi là ai. Bây giờ mọi người theo tôi nha thì sẽ biết người đấy là ai. Xin mời. Thoáng có sân cho trẻ con chơi nữa. Ở đây quá đỉnh. Trung Dân. Ủa, em đó hả? Dạ. Xin lỗi, xin lỗi chị. Trời ơi. Xuân nè. Trời ơi. Chị Xuân nè, trời ơi. Kim Xuân, tên đầy đủ là Châu Thị Kim Xuân, sinh năm 1956, là một nghệ sĩ Việt Nam. Bà được biết đến với vai trò diễn viên điện ảnh và tham gia nhiều vở kịch tại sân khấu IDCAP. Bà đã được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vì những cống hiến của mình trong đợt trao tặng năm 2019. Bà đã đoạt huy chương vàng tại hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc năm 1991, huy chương vàng liên hoan sân khấu mùa thu năm 1998, giải mai vàng do báo Người Lao Động trao tặng năm 1997. Bà đã đóng những phim như Tấm Cám, Xương Rồng Đen, Người Tìm Vàng, Ngọn Cỏ Gió Đùa, Cái Chết của Nhà Tỷ Phú, Sài Gòn Xa Xăm, vân vân. Trong những năm qua, Kim Xuân xuất hiện khá nhiều trên sân khấu, phim ảnh, truyền hình. Bà tham gia đủ thể loại với sự đa dạng trong tính cách, từ vai chính, vai phụ, thậm chí vai rất phụ với nhiều độ tuổi khác nhau. Đúng là buồn ngủ mà gặp Dương Mai. Ủa, có chuyện gì? Hả? Em tới đây là em tìm chị. Sáng nào chị cũng đi bách bộ ở đây nè, em thấy không? Nít chơi đằng kia người ta đánh cờ nè. Mọi cái tiện ích ở đây em thấy ok á. Đó, cái đúng chị... là bà chị của tôi chọn một chỗ ở hết sức là lý tưởng. Chị, hả? Em gặp chị với một cái lý do là vậy. Có một cái chương trình Bác Khỏe Không được phát sóng HTV. Và em là cái người kết nối chương trình với khán giả. Mời những nhân vật nổi tiếng mà có một cái cuộc sống an nhàn, khỏe khoắn, không lo nghĩ gì hết, để mà tâm sự chia sẻ với quý vị khán giả. Chương trình mà chọn em là đúng phốt rồi đó. Vậy... chị biết sao không? Sao? Chị với Trung Dân là có quá một khoảng thời gian đi làm việc chung. Dạ. Tâm tình, tâm sự đủ thứ hết trơn. Dạ, dạ, ở đây thì em thấy hơi ồn hả chị? Đúng rồi, đúng rồi. Chọn một cái góc nào đó nó yên tĩnh chút xíu, em với chị sẽ ngồi ôn lại kỷ niệm xưa. Ok, giờ mình đi nha. Dạ, chị là thổ địa ở đây, chị dắt em đi đi. Đi. Rồi, chị đi trước đi. Dạ, cảm ơn chị. Chị sẽ chỉ cho em một cái quán này mà nó lạ lắm. Yeah. Ừ, bảo đảm. Ê nè. Đó. Em thấy cái chữ trên cái đây không? Đó ha. Ngày tốt lành. Đó. Quán Lão Hạ. Dạ. Rồi, em dựng xe. Rồi rồi rồi, để em dựng đây. Em dựng đây đi. Rồi, hai chị em mình đi vô. Dạ. Yeah. Đi, cẩn thận cái đầu lên đây nha. Rồi. Công nhận chị chọn một cái quán cà phê này em nhìn em thấy nó ấm cúng nè, rất là hoài niệm. Còn cái gì nữa không? Còn cái gì nữa không? Chị nói đi. Mỗi một cái con người nó hay có một cái miền ký ức ở trong mình. Yeah. Như ở tại nhà chị á, thì chị có một cái bức tường ở Củ Chi á, là chị để đầy những cái máy cassette cũ nè, những cái máy nghe radio mà nó bự, nó
bự, thật bự luôn. Xong rồi tất cả những cái như giống như mình nghe đĩa nè, rồi các cái loại băng đĩa phim nè, chị chất thành một cái bức tường. Và cứ hỏi mỗi lần về cái mình nhìn bức tường này, cái mình thấy sao nó quá nhiều cái kỷ niệm. Nhìn cái cassette á, ở trong đó có chạy những cái băng nhỏ nhỏ đó, tôi nói à, cái lúc này là hai vợ chồng làm ráng để dành tiền cũng được mấy chỉ á, một cái máy mấy chỉ vàng màu đó là nhiều tiền lắm. Tức là mỗi một vật đó đều gợi nhớ. Thành ra khi mà chị tới cái quán này á, chị nhìn thấy nè, có thể là cái máy chụp hình này của một cái người nhiếp ảnh nào đó mà người ta gửi lại đây, hay là cái radio này Trung Dân. Yeah. Rồi bên đây một cái quạt mà nó xưa ơi là xưa. Sau lưng em là một cái máy nghe đĩa than. Yeah. Đó. Tất cả những cái này nó gợi nhớ cũng giống như cái chuyện của hai chị em mình. Lúc này thì tụi mình thuộc là trung niên rồi, nhưng mà từ lúc chị gặp em thì là lúc đó em là một cái cậu thanh niên mới tốt nghiệp ở trường sân khấu. Em mới tốt nghiệp trường sân khấu. Cái là anh Hoàng Vũ Quân. Anh vô anh xem. Anh mời Mỹ Khanh. Em nhớ ngày xưa em tốt nghiệp cái vở là Nỗi Bất Hạnh Tình Yêu, dựa theo cái tiểu thuyết của nhà văn Hoàng Lại Giang. Ồ, ông Hoàng Lại Giang viết nhiều tiểu thuyết hay. Dạ, nhưng mà phải nói là cái vở đó tụi em diễn cũng ấn tượng. Chương trình Trong Nhà Ngoài Phố thì ảnh mời em vô cái vai ông Mười Hớt Tóc đóng chung với chị. Là quán cà phê Bồ Đà. Chính xác, quán cà phê Bồ Đà. Cái lần đầu tiên em đóng á, em ốm, mới ra trường mà diễn chung với một ngôi sao truyền hình. Trời ơi, sợ chứ bộ, sợ. Thu Hồng nè, rồi chị nè, chú Mặt Cang nữa. Cái vở đó như là chú Mặt Cang viết kịch bản. Đó, dạ. Không ngờ cái chương trình Trong Nhà Ngoài Phố thời điểm đó, chị nhớ không? Cái tối thứ năm là một tối thứ năm là mọi người xem. Nhiều khi chị suy nghĩ là hay là tại vì cái thời điểm đó mình chưa có nhiều những chương trình giải trí như bây giờ, chưa có ra rạp nhiều như bây giờ, chưa có cái này cái kia, cho nên tivi nó là cái người bạn của tất cả mọi người trong gia đình. Mà ngày xưa đó, thời điểm đó đó, ai mà được lên tivi là người đó là sướng lắm mà đó. cứ tối phát lên là sáng đi, tất cả mọi nơi người ta đều nhắc tên, đúng không? Sài Gòn này nó có một cái, em sống từ nhỏ tới lớn, em học ở những cái ngôi trường trong nội thành có, ngoại thành có. Em còn nhớ luôn cả cái người cô lớp 1 đầu tiên của em. Bây giờ chắc cũng mất rồi. Hồi đó em vô học lớp 1 thì là em nhớ bà cô đầu tiên dạy em là cô Vân. Đó là trước giải phóng. Rồi sau này lớn lên rồi một cái thời kỳ đi xe đạp không, ăn bo bo nữa chị. Đúng rồi. Khi mà mình hết cái gạo tiêu chuẩn á, là bắt đầu ba má mình bắt đầu độn bo bo vô trong cơm. Và chị nhớ là gạo còn có bông cỏ nữa, cứ phải để một cái chén nước kế bên, xong lấy cái tăm chút xíu nước nhúng vô, lấy dính cái bông cỏ dính ra. Em như có nhớ tụi mình làm một cái vở kịch của HTV mà nó tên là Mênh Mông Tình Mẹ. Rồi cái vai của chị là có lần nhớ là đi xuống Tân Biên nha, có thầy Phúc, thì chị nhớ có mấy em cũng đóng trong cái đó. Chị nhớ là chị đã ra một cái nghĩa trang ở Tân Biên, mà cái cảnh là chiều nào chị cũng ra một ngôi mộ mà bà nghĩ là con của bà, hoặc ghi tên là con của bà. Mà chị thấy là cả trên 10.000 ngôi mộ mà nhìn á, thời điểm đó là gần bằng tuổi chị Xuân không. Mà khi họ mất có họ khoảng 22, 23 tuổi. Rất là nhiều các bạn đi bộ đội ở miền Bắc vào nè, rồi thanh niên ở miền Nam quân sự đi nè. Mà lúc đó là mình bị tấn công là vì mình chưa kịp chuẩn bị thì rất nhớ, chị nhớ rất là rõ. Có một cái câu chuyện là khi mà Pol Pot nó vô, nó tràn qua phía Việt Nam mình thì người dân thì là họ trở tay không kịp. Đúng. Con số người họ mới chạy ra bờ sông, thì phóng xuống sông, đây cái bờ đây, thì phóng xuống sông, phóng thì lặn ngược vô bờ. Thì nó tưởng là lội ra một kia, nó bắn ta 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 ta. Nếu mà lội ra là chết rồi. Đúng rồi. Thì lội ngược vô bờ. Đúng rồi, cái tầm biết. Có những người không lội xuống sông, một cái đống lúa gì nè, họ cào lúa, họ lắp người trốn ở trong đó mà chị. Thì bị ngộp, lúa nó chuyển động. Thế chị biết nó chơi làm sao? Nó lấy lưỡi lê xịt vô,
nó xâm vô lúa, máu nó chảy từ trong đống lúa nó chảy la. Đây là lịch sử. Ừ, tuổi trẻ của chị em mình là đã trải qua. Trải qua những cái đó. Cho nên em nói cái chuyện đó để bây giờ có nhiều người hỏi là vào những cái lúc mà khốn khó nhất có bao giờ cô có ý nghĩ bỏ nghề thế này thế kia không? Thì chị mới nói là gian truân tụi tôi trải qua rồi. Thậm chí những cái thời gian giông bão của đất nước chúng tôi trải qua rồi. Mà chính nhờ những cái thời gian giông bão đó nó khiến cho mình mạnh mẽ hơn, mình bản lĩnh hơn và mình vững vàng hơn trong công việc của mình. Và qua cái giông bão, qua cái cực khổ, những người như chị với em và lớn hơn nữa, cuộc sống rất đơn giản. Cái quạt máy về thì nó mát rồi. Cái radio như vậy tôi cũng có thể nghe được tin tức. Nghe được tin tức rồi. Dạ. Một cái đĩa như vậy thì tôi cũng có thể thưởng thức. Nghe được những bài nhạc mình yêu thích. Đúng rồi. Cái đèn như thế này tôi cũng có thể đọc được một quyển sách. Nó đơn giản đến mức mà dễ thương. Đó là một cái sự hy sinh của những cái người đi trước để cho tuổi trẻ sau này nó có được cái sự tiện nghi. Nhưng để có được sự tiện nghi mà mang tính bền vững thì chính lớp trẻ bây giờ nó phải trang bị nhiều thứ. Nên có những cái nơi để các cháu nó nghe, nó biết và nó hiểu là để... Tất nhiên là các cháu đang sống trong thời bình, các cháu đang có mọi điều kiện để các cháu phát triển. Nhưng cái nhớ về những cái ký ức đó để các cháu biết là những người lớn người ta trải qua những cái điều đó. Bản thân chị này mà chị thấy chị vẫn biết ơn tất cả những người đã nằm xuống để đấu tranh để làm sao mà giữ được cái biên giới Tây Nam, giữ được cái vùng Tây Ninh. Ngày xưa chị đi diễn vậy, chị có qua Campuchia diễn phục vụ bộ đội bởi đâu? Cái lúc mà đoàn chị đi Campuchia thì chị lại có bầu con trai. Dạ, cảm ơn. À, trời ơi, cảm ơn cháu. Ôi ôi, ở cái quán này có cái này hay quá em. À, bánh lỗ tai heo. À, cái này nhỏ nhỏ nhưng mà chị nhớ hồi xưa là... To hơn. To hơn, bữa to lên. Hơn. Rồi bánh này là bánh con bánh con tầm. Rồi còn mấy cái bánh giống như chị kêu là bánh cùi á. Em nhớ không? Em nhớ không? Với lại khoai mì mà mài ra rồi chiên kêu bánh cai á. À, ôi trời ơi. Bánh cai. Bữa em có ăn lại. Vậy hả? Em có ăn lại, em ăn một gói vậy nè. Vậy đó hả? Em ăn để nghe lại cái vị của bánh lỗ tai heo. Nói đời kỳ vậy, năm tám mấy đi. Tám mấy á thì... Tám mấy là tụi... Không, tám mấy chị em mình đi tấu hài mà em nói sao vậy? Chín mười mấy. Chị nhớ lộn á. Không, tại vì năm 91 á là chị về năm B, chị diễn Cõi Tình. Chị nhớ chị có cái huy chương vàng là từ đó trở đi chị không có đi tấu hài nữa. 91 hả? Ừ, liên quan sân khấu Cõi Tình ở Quảng Ninh. Ủa, tám mấy là em... Gần 90 đó. Em còn học ở trong trường đó. Hồi khoảng năm 80. Trước đó 3 năm á, thì chị được là dạy đào tạo cái khóa học thầy Văn Thành á. Dạy ở đoàn Cửu Long Giang. Chị nè, Tấn Thi nè, Minh Hạnh nè, cô Hồng Dung nè, rồi ông xã từ năm 77 cho đến năm 79. Thấy chưa, em nói là bể máy mà. Xong cái 80 thì là chú Sáu Chỉ Lăng, là chị nhớ hồi đó chú là chủ tịch hội sân khấu á. Dạ. Yeah. Chú mới giới thiệu chị về Đồng Bông Hồng của cô Thẩm Thúy Hằng. Thì cái kiểu mà là trao vai cho mình diễn viên trẻ ngộ lắm. Không có giống như mình ở mấy cái nơi khác là phải tập, phải đưa kịch bản, phải học. Cô ấy nói, ngồi cánh gà coi đi. Đêm nào cũng coi. Xong tới một ngày cô kêu lên thay. Cô là vậy đó. Mà tánh cô Hằng cực kỳ dễ thương, hồn nhiên mà thật lắm em. Thật mà không. Cô bước ra ngoài em thấy cô là ngôi sao quốc tế nha. Yeah. Nhưng mà khi cô du đoàn á, trời ơi, cô hòa đồng hết với tất cả mọi người. Phải dễ thương, dễ thương. Cô em dễ thương có lắm. Một cái kỷ niệm với cô Hằng là vậy. Chú Sáu thì còn mất. Thì em mới đến em đi đám ma. Thì buổi chiều đó em đi chở con gái em. Em đón nó. Thì tới cái đám ma dắt nó vô. Thì cô Thẩm Thúy Hằng của ngồi đó. Em nhìn thấy con nó sợ. Nó quấu cái chân em sợ. Nó không đi nữa. Cái em mới nói con làm gì á. Thì em giờ qua em thấy cô em chào cô. Cái em mới xin lỗi cô. Em nói cô con xin lỗi cô. Tại con bé con nó nhút nhát. Cô Thẩm Thúy Hằng nói một câu rất nhẹ nhàng, không sao đâu con. Nó không nít mà nó là trẻ con mà. Cái cô nhìn bé con em. Nè, bà chào con.
bà xấu nhưng bà không có ăn thịt con đâu, bà không phải là phù thủy, vô đi chơi, mà cũng nói nhẹ nhàng. Cái con em bắt đầu đi dịu dịu xuống, thì em thắp hương xong rồi em đi về. Lần nữa em xin lỗi, nhưng mà cô nói là không có sao, con đừng bị bụng. Mình ngồi mình nói cái chuyện này cũng trong khoảng thời gian là cô vừa mới mất, cho nên mình biết cái gì về cô thì mình cũng rất muốn nói cho khán giả nghe. Những cái người người ta muốn biết là cái đời sống sân khấu của cô Hằng. Chị được cái may mắn là chị được diễn chung với cô. Cô dìu dắt, cô dẫn vô rồi à. Ví dụ cô hát phần 1, cái cô nói Xuân tối nay hát phần 2 nha. Đó vậy đó. Rồi được mấy năm. Nói tới cái này đó, mà chị tự nhiên chị nói chị cảm thấy đau đau. Tự nhiên có một cái lệnh là sát nhập đoàn, sát nhập Bông Hồng với lại Cửu Âm Giang. Thì chị không biết có phải cô buồn không. Cô nghĩ, sau đó chị cũng nghĩ. Thì lúc đó 5B kết hợp với đoàn kịch trẻ mới có một vở đi dự liên quan sân khấu Quảng Ninh là vở Cõi Tình. Chị nhớ là có anh Lê Bình, anh Minh Hoàng với lại Quỳnh Phúc Điền là đạo diễn, tác giả chứ, Hồng Phúc là đạo diễn. Thì lần đầu tiên chị về 5B bằng cái vở Cõi Tình. Và sau đó là chị diễn ở 5B một thời gian, cũng có đóng chung với em trong cái gì vở gì của Hùng Lâm á. À, Tiếng Hát Cuộc Đời. À, đó. Tiếng Hát Cuộc Đời vui hết chị. Vui, vui. Rồi, Tiếng Hát Cuộc Đời vui. Vui, nhớ là có Hồng Đào nè ha. Minh Phượng. Minh Phượng. Rồi Thanh Thủy. Thanh Thủy. Rồi Quốc Thảo nè. Đó, rồi tới năm 97 thì EDCAP mới thành lập nơi diễn bằng cái vở Tình Yêu Dành Cho Hai Người. Thì mời chị với Thành Lộc về diễn. Chị biết EDCAP ai là những người đầu tiên diễn không? Chuyện Nhân Chương là đám tụi mình chứ ai chị? Không. Đầu tiên của sân khấu kịch EDCAP là Thanh Thủy, Trung Dân và Minh Nhí trong cái vở. Cái vụ của thầy Thầy Phúc, Đứa Con Tiền Kiếp. Tụi em là cái người đứng dọn ghế luôn. Vậy hả? Sắp xếp cảnh được treo màn luôn, sửa màn luôn cho chị biết. Sau đó anh Lộc rồi mới về. Thì là cái Tình Yêu Dành Cho Hai Người. Rồi đó. Chuyện Văn Chương. Đúng. Rồi Khoảnh Khắc Tình Yêu. Đó đó, mấy cái vở đó. Thanh Thủy Minh Nhí với em là vở đầu tiên. Trời ơi, hồi đó ông Quỳnh Tuấn, ông bà Thủy bà cứ nhắc hoài. Bà nói ông nội, sao ông nói đem về diễn Trao Đổi Văn Hóa Pháp diễn mà sao nói hoài mà không làm. Ông nói trời ơi, bây giờ còn nhiều việc, ông giải quyết ba bên hòn rối. Đến một ngày đẹp trời là em nhớ là bữa thứ năm em với chị Thủy đang tập một cái vở kịch gì đó với lại ông Hoàng Vũ Quân. Thì ông Tuấn ông mới nói là sắp xếp đi nha, giờ tôi mở tôi bán vé đó. Bà Thủy nói thôi thì cứ bán vé đi, tôi không biết anh bán vé nhiều mà hãy ít á, tụi tôi không có lấy lương, mà nhiều á thì anh trả lương. Ô mà thôi, ông muốn trả thì ông muốn trả nhiều ông trả. Ông Tuấn đứng bán vé luôn. Bà Thanh Thủy đưa em vé rồi phụ để đi mời rồi đi bán nữa. Nói trời ơi, cái điểm này cái điểm mới. Đúng rồi. Hồi đó 5B tụi em đâu có diễn nữa. Đây là kỷ niệm, đây là ký ức. Cái thời diễn ở 5B á, em diễn cái Tiếng Hát Cuộc Đời có chung với chị đó. Vậy chị em mình diễn Tấu Hề là thời điểm nào ta? Sau đó. À, sau đó. Sau à. Đó diễn Tấu Hề là như thế này. Cái chương trình của cái gì Nhà Văn Hóa Thanh Niên nó mời thì em với chị với cô Dung tụ lại tập thành một cái tiểu phẩm. Đúng rồi. Cái xong xuôi cái mình diễn xong Nhà Văn Hóa Thanh Niên cái mình thấy uổng quá. Cái em với chị được móc xô thêm chạy ra ngoài. Chị còn nhớ là Thoại Phi á nhớ không? Đúng rồi. Chứ không phải là mình lập nhóm. Đúng rồi, đúng rồi. Phi với lại thằng gì Bỉ, Thành Bỉ. Đúng rồi. Rồi ở Đầm Sen, Tuấn nữa. Đầm Sen. Nguyễn Tuấn. Tuấn, ha. Đúng rồi. Đúng rồi. À. Vui hả? Lúc đó vui, cứ nhớ là buổi sáng á. Buổi sáng ở Đầm Sen người ta hay có phục vụ khán giả mà vô xem á. Chị em mình chạy Đầm Sen để mà diễn. Quá trời ha. Em có một cái câu chuyện mà em đặt cái tựa của nó là Chuột ở Thánh Đường. Em lấy cái câu nói của ông Stanislavski, đạo diễn nổi tiếng người Nga, ông có nói như vậy. Ông nói là các bạn hãy nhìn và tưởng tượng sân khấu là thánh đường. Khi các bạn bước vô thánh đường thì các bạn nên bỏ những đôi giày bẩn thỉu. Và mượn câu nói đó là cái câu mở đầu, cái trang mở đầu của câu chuyện của em Chuột ở Thánh Đường. Một cái câu chuyện của một cái con người yêu nghệ thuật tử tế đi làm,
và sống chết với nghề. Và cuối cùng cũng có những cái giông bão, cũng gặp những người mang trá, rồi thế này thế nọ, nhưng mà họ vẫn trụ được. Em sẽ in, nhưng mà chỉ cho con và gia đình của em đọc thôi. Nó là kỷ niệm của mình trong một khoảng thời gian mà mình làm cái nghề này. Những người như chị được ưu tú, được nhân dân, ok, đó là cái sự cống hiến đối với em. Nhà nước có thể nhìn thấy đâu đó em có làm một cái gì. À thôi, em có nhớ là những cái chương trình nông nghiệp thì chị biết em làm đến mấy chục năm rồi, cho những người nông dân. Có thể nhà nước nhìn thấy đó, nhà nước mới dành cho em một cái sự ưu tiên là đặt cách phong tặng em nghệ sĩ ưu tú. Trịnh Kim Chi, ngày mà Hạnh Thúy điện thoại cho em, nói là anh Vinh không cần gì hết, anh chỉ lên rồi anh ký vô cái miếng giấy này giùm em, tới ngày thì anh lãnh cái danh hiệu đó. Em mới nói thôi Thúy ơi, trời ơi, mày nghĩ sao mà tao đi lãnh nghệ sĩ ưu tú mày? Nói sao anh? Trời ơi, ở ngoài đời tao đi quay tao giỡn hết, tao nói này nói kia dữ lắm, đi xàm xàm dữ vậy không? Mất uy tín mày. Cái nó mới nói, trời anh Vân ơi, cái đó là anh giỡn mà. Chứ còn trong nghề nghiệp, trong nghệ thuật anh nghiêm túc, ai bằng anh? Bây giờ con ngồi nhìn lại, mỗi một người có một cuộc sống khác nhau ha. Dạ. Như có thời gian mà tự nhiên thấy em cũng im lặng mấy năm, thì chị biết lúc đó là em lo cho gia đình, lo cho con cái này kia. Rồi giờ ổn rồi, bắt đầu về tái hoạt động đó. Bắt đầu là hoạt động dữ vậy. Lúc những cái lúc đó xô nhiều lắm chị Xuân. Nhưng mà từ cháu, con mình mà mình tạo ra là mình phải lo chứ. Bây giờ thì tương đối nó ổn hết rồi, mình cứ tiếp tục mình duy trì thôi. Hồi đó là đi tấu hài nhân. Ví dụ như tôi á, thì mỗi bữa tôi sẽ thay một cái áo dài khác nhau. Rồi chị Mai Thanh Dung cũng thay mấy cái đầm khác nhau. Còn riêng cậu ấy là duy nhất có một bộ đồ kaki 4 túi, mà cái màu là cái màu xám trò. Tay thì ôm cái nóng bảo hiểm. Đi đông đi tây diễn chỗ này chỗ kia, đúng một bộ đồ với cái nóng bảo hiểm. Trời ơi, nhớ hoài cái hình ảnh. Có nhiều lần tôi nói giỡn với Trung Dân, em ăn bao nhiêu tiền mà em lấy cái bộ đồ này, em cứ bộ đồ này hoài vậy? Không, có nhiều người trong y đi cáp nói là bộ đồ bạc tỷ mà chị. Thưa người ta kêu là đồ ký giả đó. Đồ ký giả, đúng rồi, đúng rồi. Và bây giờ nó thành thương hiệu bộ đồ của ông Trung Dân. Đúng đó, là nóng bảo hiểm chưa bắt buộc á. Đúng rồi. Đó là ai muốn đội là đội. Đúng rồi, em chưa đợi, bắt rồi. Buộc. Mà em có cái màu trắng á. Đúng rồi. Đâu rồi. Đi đâu sách gì vậy? Sách cái nồi cơm điện. Vui lắm, vui rồi đó, vui dễ sợ. Cái nồi cơm điện là em nói đầu tiên. Ừ. Với lại em cũng có cái hay là chị thấy mấy cái tuồng cải lương á. Dạ. Mà quay dạng mà video cải lương hài á, là thấy mấy cô chú hay mời em ha. Em xuất hiện những vai hay lắm. Cái thời gian mà em im mà chị nói em im, không có dám im đâu. Em có lo gia đình thiệt, nhưng mà em đi tỉnh. Em đi tăng cường cho các đoàn cải lương tỉnh. Hồi đó đi xuồng đi ghe không à. Đó, đi tăng cường đi hát. Xa xưa lắm rồi. Thì mấy đoàn tỉnh đó, nó hát cái tuồng, ví dụ như Lục Dân Tiên, Kiều Việt Nga. Thì em xuống đóng Bùi Kiệm, chú Diệp Lan đóng Bùi Ông. Đó. À, chỉ cần tăng cường hài, tăng cường hài với ấy, với chép đọc như chú Diệp Lan là được rồi. Có khi là Minh Anh Dương, chị Lệ Thủy đó. Thì đời cứu lũ, đoàn này đoàn kia ghe nó chở hát ở đây vừa xong rồi chạy qua đoàn kia. Có nhiều khi hát, có khi khán giả chị biết ông nước nó rút cạn, họ đứng đi xình tới đây mà họ ngồi, họ đứng gì họ coi nè, đặt nghẹt mấy cái bến đó luôn. Ở trong vùng sâu vùng xa, Trà Vinh, Vĩnh Long rồi Kiên Giang, An Giang, vùng sâu vùng xa không đi vô trong mấy đó, mà đi Tắc Ráng, đi Võ Lãi, đi vô trong đó. Có khi hả, bước lên sân khấu hát là 1 giờ sáng. Em nói chuyện không có tin đâu, diễn tới 2-3 giờ sáng, khán giả vẫn chờ. Có Minh Dương Lệ Thủy là chờ, Múc Chỉ cũng chờ. Đi về tháng được mấy cây vàng. Vàng hồi đó có 500, sắp tới lên 700 một chỉ. Trời ơi, dễ sợ ha. Có bữa đụng xô, bên sông bên kia là đoàn Vũ Linh.
Bên sông bên kia in theo Vũ Linh hát y đúng bên đèn pin mà đập 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 vậy thì nó mới sáng. Thời đó đâu có đèn kêu là đèn inox á, đèn inox mà dặn đó đó bấm dòm thấy tội nghiệp thấy sợ. Dạ mình mẩy lấm lem đi coi hát mà mình mẩy lấm lem như vậy. Bây giờ em nghĩ em thấy dân mình mà mê văn nghệ mà ở cái vùng sâu vùng xa thấy thương không em? Quá thấy thương. Cho nên cô Lệ Thủy cổ mới chịu khó cổ đi. Nghe nói là ghe đi đêm đi hôm gì đó, nó nhờ trăng sáng mà đưa từ vùng này qua vùng kia cô Lệ Thủy. Trời ơi chị ơi, em đi diễn tuột xuống sân khấu, khán giả tràn vô xong xuôi cái họ kè họ chụp hình, trời có hai ba ông kè chụp nghe nghe hàm răng về trời cũng hôi rượu tàn sát luôn, mà hàm răng hả y như là cái hàng rào mà xô vậy cái là ngã, mà mình cũng phải chấp nhận thôi, tại đó là khán giả người nuôi mình mà ân nhân của mình. Bây giờ tặng chị một cái cuốn album. Trời ơi, chị sẽ xem cái cuốn album này, chị sẽ tràn ký ức về. Mà chị trời ơi, đây là chuyện lạ nha. Trở ra đi là coi là hết hồn nè nha. Quá wow. Ở đâu mà có cái hình Thanh Hoàng với chị trong Người đàn bà mộng du nè? Đó thì ta có hả? Trời ơi, quá trời ơi, hay vậy ta. Từng trang trời đất ơi, cái này là hồi ở nhà hát thành phố. Đây ồ trời ơi hay quá ta. Chị cái gì mà nhiếp ảnh hoa hồng á, à chị chụp cho chị ở trên cái vùng. Ôi trời ơi, ở trong vở gươm lạc giữa rừng hoa. Trời ơi dễ thương quá, người nghèo cũng khóc, anh Bảo Quốc nè. Trời hay quá vậy ta, mở ra là nhớ hết. Có Kim Hiền nữa nè, Kim Hiền bây giờ bên Mỹ á đó. Trời ơi quá giỏi luôn. Ồ cái này là tình mẫu tử rồi. Đây gì đó, ông xá chị với chị thấy không, thấy đập không? Này đừng về nói ổng là đưa nha, ổng có đâu, chị biết tôi lấy đâu không? Lấy hãng thông tấn Reuters đó. Thôi đã. Trời dễ thương quá. Rồi sinh nhật chị. Đã. Sinh nhật chị cách đây 2 năm ở Văn Thánh. Tôi đưa chị là ký ức tràn về đúng trời không? Trời ơi dễ thương quá à. Tự nhiên bao nhiêu cái kỷ niệm ngày xưa nó trở về. Từ lúc mà diễn chung ở IDCAP nè, rồi mình đi tấu hài chung với nhau nè, rồi diễn kịch truyền hình chung với nhau. Bây giờ thì ai cũng đã có sự nghiệp. Chị có chứ em có gì đâu. Sao không có? Em có nước ngoài luôn. Đó, trời ơi, chị nghe người ta đồn không à. Rất là vui trong cái ngày hôm nay. Bác có khỏe không? Dạ yeah. Dạ, xin thưa với chương trình, dạ khỏe. Dạ, khỏe re. Nãy giờ coi lại ký ức, càng thấy là nụ cười nè, kêu nở rồi gương mặt thì cảm thấy nó xinh hơn, màu sắc hơn. Và em cảm thấy cái năng lượng trong chị nó rất là lớn. Không phải ai cũng có được cái giây phút mà mình có thể ngồi mình nghiền ngẫm lại quá khứ và mình chia sẻ được những cái điều để cảm nhận nó mà mình sống tốt hơn. Cảm ơn Trung Nhân rất nhiều. Cảm ơn MCV đã thực hiện một cái talk show rất là dễ thương. Và chúc chương trình được tất cả khán giả đều yêu thương. Cảm ơn chị đã nhận lời để tụi em có cơ hội thực hiện một cái số tiếp theo nói về một cái con người yêu nghề và gần như là sự may mắn nó đến với chị một cách nhẹ nhàng. Thì chị có thời gian rảnh rỗi, chị không cần lo gì hết, chị cứ trang điểm và bước ra sân khấu để phục vụ khán giả. Chương trình là Bác có khỏe không? Trung Dân hy vọng sẽ gặp lại quý vị với những nhân vật mới bất ngờ, thú vị và nhiều ký ức hơn nữa. Xin hẹn gặp lại và chào tạm biệt.